Và cũng có một thắc mắc như thế này, sau khi đậu visa rồi thì các bạn sinh viên cần chuẩn bị những gì và chuẩn bị tâm lý ra sao, cũng như làm thế nào để mà các bạn có thể hòa nhập được với cuộc sống tại Canada trong thời gian đầu. Với kinh nghiệm là tư vấn viên lâu năm tại Tân Đại Dương thì chị Bích có thể giải đáp thắc mắc này ạ. Các bạn biết không, thì trước khi lên đường, các bạn phải cần phải kiểm tra lại toàn bộ tất cả các giấy tờ tùy thân của mình để mà không phải thiếu sót những cái vật dụng cần thiết cho mình. Đầu tiên thì tôi cũng xin được chia sẻ là cái về vấn đề giấy tờ tùy thân. Bạn cần phải có trong tay đầu tiên đó là hộ chiếu, visa du học, thư của lãnh sự quán Canada, thư chấp nhận nhập học của trường mà mình học tại Canada, vé máy bay, chứng minh thư, giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp của các bạn, rồi quyển sổ ghi chú, từ điển, máy tính cá nhân. Còn về vấn đề tiền mặt rất là quan trọng thì các bạn phải tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mình, thì mỗi bạn chỉ được quyền đem theo khoảng 7.000 đô la mà các bạn không cần phải khai báo. Nếu mà bạn đem theo nhiều hơn thì bạn cần phải có giấy phép của Nhà nước Việt Nam. Thẻ tín dụng thì bắt buộc phải có rồi. Ngoài ra còn quần áo đi dọc đường, rồi các bạn cần phải chuẩn bị đồ cho mùa đông, rồi quần áo cho mùa hè hay là mùa thu nữa. Khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương chúng tôi thì hồ sơ học tập của các bạn sẽ được tất cả các tư vấn viên chuẩn bị đầy đủ cho bạn trước khi bạn lên đường. Đặc biệt thì tôi cũng chia sẻ về vấn đề thực phẩm. Thì đối với quy định của Canada về thực phẩm thì chính phủ Canada nghiêm cấm du nhập vào nước họ các loại thực phẩm tươi sống theo đường sách tay qua ngõ hàng không, như là trái cây tươi hay là thịt cá, và họ chỉ cho phép là một số loại giới hạn thực phẩm khô như là bánh kẹo nè, các loại đồ hộp. Ngoài ra thì bạn cũng không có được đem theo các loại cây cối hay là hoa cỏ mà dính đất. Còn vật dụng cá nhân của mình như là máy ảnh nè, máy quay video, máy nghe đĩa, băng thì được nhập miễn thuế nếu là đồ dùng cá nhân. Các bạn cũng cần phải lưu ý là điện thế tại Bắc Mỹ là 110 V nên máy móc của các bạn có thể là không chạy. Còn hình ảnh, băng video, software, bạn có quyền đem tự do những thứ này khi mà vào Canada, nhưng mà bạn nên tránh đem theo các CD, VCD hay là DVD, phần mềm không có bản quyền gốc. Riêng thì về vấn đề mà cái khẩu vị đồ ăn mà của Việt Nam của mình á, thì sẽ được bày bán ở trong phố tàu là Chinatown, có trong cái hầu hết tất cả các thành phố của Canada. Về vấn đề bia rượu, đặc biệt là bia rượu, thì nếu bạn nào đến từ một đất nước cấm rượu, bạn có thể thấy rằng là luật hạn chế rượu ở Canada rất là nghiêm khắc.